gặp em gái là kháo nhưng thích ra vẻ thỏ non. Em quen một anh trai trên mạng, em solo với thằng anh và em thua, phải làm theo điều kiện anh ấy kiểu trả kèo ấy. Anh ấy muốn xem của em nhưng em không cho. Anh ấy muốn xem và làm nũng em, chị cho em lời khuyên á. Cứ em thích bỏ sừ lên em mới nhận cái kèo đấy nhá. Không có một ai mà không thích gọi là show hàng, không thích khoe hàng mà chấp nhận cái kèo là chơi xong rồi thua. Chắc chắn là em chơi là em sẽ phải biết được là em có 50% thành công và 50% thất bại đúng không? Ý chị là 50% thắng kèo và 50% thua kèo ấy. Chắc chắn là em cũng phải nghĩ đến cái trường hợp là nếu em thua kèo thì sao. Em phải thích làm như thế, em phải muốn cho người ta thấy em, thấy cái gì của em phải muốn gọi là phải làm như thế nào thì em mới chấp nhận cái đấy. Chứ không bao giờ có cái chuyện mà em không muốn show một tí nào mà em lại chấp nhận gọi là chơi cái kèo đấy, không bao giờ nhá. Nên là em đừng tỏ vẻ trong sáng ở đây, chị không tin, chị lớn rồi, chị sẽ không bao giờ tin những cái lời như thế. Em lừa ai được chứ không lừa chị được nha. Show thì là show hàng đấy, bạn ấy bảo là chơi cái kèo thua thì cho xem của bạn đấy thì ý là xem ngực xem gì đúng không? Anh ấy muốn xem cơ thể ảnh ngực, không có áo lót của em. Úi trời ơi, đấy là thích rồi, mẹ thèm quá rồi còn giả vờ, đúng không? Nghiện rồi còn ngại, không bao giờ có cái chuyện là không nghĩ đến cái trường hợp đấy. Nói chung là em lừa trẻ con thôi chứ còn ở đây toàn người lớn thôi. Em nói ở đây người ta cười cho đấy, người ta lại bảo là nghiện lại còn ngại đấy, như thế còn quê hơn cơ. Em cứ tỏ vẻ thèm thuồng ra người ta còn đỡ cười ấy nha. Mình chưa bao giờ chơi cái kèo kiểu như thế, nhưng mà mình biết thừa là những người mà chấp nhận những cái kèo như thế là những người mà muốn làm thế thôi. Bây giờ tâm lý con người đều như thế mà, chúng ta đều là con người mà, chúng ta thừa hiểu mà, đúng không? Có cái gì đâu mà phải giấu giếm nhau, có gì đâu mà phải làm màu làm mé nhau, mọi thứ rất là rõ ràng luôn. Tại sao mình lại biết như thế? Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ bản thân mình cho bạn xem. Mình có mấy cái trò chơi rất là buồn cười, ví dụ như là Uno Kiss nó sẽ có những cái yêu cầu như kiểu là hôn má, thơm má, ôm, những cái mà kiểu tác động cơ thể á. Đấy, tức là nó cũng không đến cái mức mà show hàng này kia đâu, nhưng ý là kiểu ví dụ như là nắm tay này, thơm má này, hôn má hôn cổ gì đấy, để hôn một bộ phận là trên cơ thể kiểu vậy. Và mình sẽ không bao giờ chơi cái trò Uno Kiss đấy nếu mà trong cái hội nhóm đấy có những người mà mình không muốn làm những cái đấy. Okay. Tức là Uno Kiss thì nó cũng chỉ ở dừng lại ở cái mức thơm má thôi, đúng không? Nhưng mà mình sẽ thường sẽ không chơi với người lạ hoặc là không chơi với những người mà mình không thích. Ngày xưa mình chỉ từng ở chơi Uno Kiss vì lúc đấy là đi chơi với cả nhóm lớp, thì tức là mọi người chơi thì mình chơi thôi. Nhưng mà khi mà mình có những cái yêu cầu là thơm má, mình thì không có bị thơm má con trai, nhưng mà có một cái hôn môi bạn gái ấy, là bạn thân của mình á, thì bởi vì mình không thích hôn môi con gái nên là mình đã xin phép sang là thơm má con gái, thơm má bạn đấy. Thì khi mà mình không muốn thì chả ai bắt mình được cả. Đúng. Hoặc là mình có một cái trò nữa rất là hơi hơi nhạy cảm nữa, đấy là mình có hai con xúc sắc. Hồi đấy là mình cứ biết là mình đi đâu xong mình thấy cái đấy mình hay quá mình mua. Hình như là mình đi nhà sách hay sao ấy, hai con xúc sắc đấy, một con á thì là tất cả các mặt của nó là bộ phận cơ thể, là môi, là má, là vai, là tay, là ngực gì mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà nó là bộ phận trên cơ thể. Và một cái cục xúc sắc còn lại á, nó là các cái hành động, ví dụ như là hôn, là chạm, là vuốt ve, là gì đấy, mình cũng không nhớ chi tiết nó là cái gì, nhưng mà đại khái là thế. Và từ lúc mình mua về mình chưa chơi với một ai luôn. Mình chưa chơi với một ai luôn bởi vì chả có ai khiến mình muốn làm cái điều đấy cả, nên là mình không làm. Nên là mình tin là khi mà mình muốn chơi trò đấy là bởi vì trong đấy là có đối tượng mình muốn làm như thế thì mình mới làm thôi. Chứ không bao giờ có chuyện là mình không thích mà mình tự dưng mình nhận lời chơi mấy cái trò đấy cả, không bao giờ. Đến tận hai con xúc sắc đến thì tận bây giờ mình vẫn cất trong tủ và mình chưa chơi với một ai luôn. Tính kỹ lại thì cũng được 6 năm 4 tháng lẻ 3 ngày, không có thì tắm rồi. Bên nhau lúc khó khăn mới xứng đáng hưởng giàu sang. Chị ơi, bây giờ chưa có gì và gia đình cũng không được ok lắm thì có nên theo đuổi người ta không á? Nếu mà em cảm thấy là mình chịu được thì em theo, không thì thôi. Chắc chắn là nó có khó khăn rồi, tuổi trẻ mình không thể có tất cả được, mình phải lựa chọn thôi chứ không thể. Kiểu như là nếu em cảm thấy nó ảnh hưởng quá nhiều đến việc học, đến việc làm, rồi đến gia đình em thì có thể là em... Thôi. Tại vì chị thấy con trai nó cũng khá là khó khăn ấy. Ai cũng sẽ hầu như là kiểu ai cũng có một cái tuổi trẻ đánh lỡ mất người mình yêu kiểu vậy, nhưng mà cũng chẳng có vấn đề gì cả. Trước mình có nói chuyện với các bạn về cái việc mà yêu nhau khi chưa có gì, tức là kiểu nhiều người nghĩ là phải yêu một người mà người ta đến bên cạnh mình cái lúc mà mình chưa có gì và đồng hành cùng mình trong cái quá trình mình phát triển, đến khi mình có tiền rồi thì người đấy mới xứng đáng cưới mình. Nhưng mà mình thấy cái suy nghĩ đi dở hơi vậy luôn.
Bởi vì là nhá, ví dụ ở độ tuổi 22 tuổi chẳng hạn nhá, tất cả đều chưa có gì đúng không? Được người con trai chưa có gì, người con gái chưa có gì. Hai người yêu nhau xong rồi kiểu được 2-3 năm xong rồi không thể nào mà tiếp tục với nhau được nữa, xong rồi chia tay. Ở tầm 10 năm sau đấy là năm 32 tuổi đi. Bạn nam đấy có quen một cô gái, lúc ấy bạn nam đấy có tiền rồi, có công việc rồi, có sự nghiệp rồi. Bạn nam đấy yêu một bạn nữ, kiểu mọi người sẽ nghĩ là bạn nữ đấy không xứng đáng, bởi vì bạn nữ ấy đâu có đồng hành cùng bạn nam đấy từ cái lúc bạn nam khó khăn đâu. Hay là kiểu bạn có một cái bạn nữ ban đầu, bạn nữ đồng hành với bạn nam đến cái lúc mà bạn nam đấy bắt đầu có tiền rồi, bạn nữ đấy kiểu với cả bạn nam chia tay đi, sau bạn nam yêu người khác, sau mọi người nghĩ là bạn nữ tiếp theo là người không xứng đáng bởi vì không có đồng hành cùng bạn nam đến từ cái lúc nghèo khó. Nhưng mà mình thấy không đúng, bởi vì là có thể cái bạn nữ đấy cũng đã từng trải qua một khoảng thời gian khó khăn với một bạn nam khác, kiểu ai cũng phải trải qua cái giai đoạn đấy cả ấy. Mình thấy chẳng có vấn đề gì, chả sao cả. Mình gặp mỗi người ở một thời điểm nó có một cái ý nghĩa khác nhau ấy, không phải là kiểu cứ phải đồng hành với nhau từ cái lúc chưa có gì. Nếu mà có thể thì tốt thôi, không có thì không sao cả. Không phải là không đồng hành cùng thì là không xứng đáng, chả có lý do gì như thế cả. Ai chả có thời gian khó khăn đúng không? Chứ bạn nữ đấy có thể là không đồng hành với bạn nam đấy, nhưng mà đồng hành cùng một người khác, xong rồi cũng đứt gánh giữa đường, cũng chia tay. Thì gặp nhau ở cái thời điểm hai người cùng đều có cái sự nghiệp rồi, có vấn đề gì đâu. Mọi người cứ bị mấy cái câu ở trên mạng nó lùa gà, xong rồi mọi người tin, xong mọi người cứ nghĩ là kiểu phải thế này phải thế kia. Đúng vậy. Nội dung là con trai thì sẽ không có nhiều thanh xuân nhiều như con gái, lớn lên là phải làm sao kiếm tiền để báo đáp cha mẹ, làm sao để có tiền lấy vợ nuôi được vợ con, sống cuộc sống giờ làm gì có cô công chúa, yêu trai nghèo đâu áp lực thực sự. Ôi phải cả cái lù mía thanh xuân, con nào chả như nhau, con nào chả có thanh xuân, con nào ít hơn, con trai còn nhiều hơn con gái luôn ấy. Con gái còn nhanh già hơn, đến cái tuổi 30 tuổi không lấy được chồng là một là phải rất là nhiều tiền để mới lấy được chồng, chứ còn vừa nghèo vừa rốt vừa xấu 30 tuổi ế luôn không lấy được chồng nữa, hoặc là phải lấy mấy cái thằng mà kiểu hút chích nghiện ngập đấy. Rồi cái việc là áp lực, con nào cũng áp lực hết, có thể là con trai nhiều áp lực hơn nhưng mà con trai cũng sẽ có cái xứ hơn con gái. Còn thêm một cái nữa đấy là bạn so công chúa với cả trai nghèo thì chả thế. Thế bạn nghĩ là con gái nghèo có yêu được hoàng tử không? Bạn so cái quần què gì không biết nữa. Trời ơi, so thế cũng so à? Trời ơi, biết hết cả người. Bây giờ so mẹ đi than thân trách phận, đi gọi là tị nạnh với một cô công chúa, trong khi mình đẻ ra là mình là một cái thằng đánh giày, không hiểu điều gì luôn. Chả lấy liên quan gì cả. So người ta phải so đồng đều chứ đúng không? Thế bạn nghĩ là cô gái con nào cũng là công chúa hết à? Trời ơi, đây mày sống như là con ăn mày đây này, công chúa cái gì trời ơi. Thế gian này chỉ nam nhân chỉ là rác chị ạ. Thế á, mang rác đây cho chị đi, chị đang không có rác. Dù sĩ, không mẹ tụi mày. Khi tính cách thay đổi và cách kiềm chế nóng này. Em nhớ cái tính cách xử sự của em hồi năm 12 ghê. Mới ra trường có một năm mà vì Covid đã thay đổi em, biến những thứ tốt đẹp năm đó đi mất. Giờ nhìn lại mấy cái khoảnh khắc trong album ảnh em lưu lại thế hoài niệm thật sự luôn á. Ý em là tích cực kia à? Giờ chắc có thể là không có vấn đề gì đâu khi mà mình lớn lên á. Thường thì tính cách của mình nó sẽ bị thay đổi khi mà mình trưởng thành hơn. Và cái kiểu như là cái hoàn cảnh nó ảnh hưởng tới sau khiến cho mình phải như thế á. Đấy, và cái việc thay đổi là cái việc phải có. Trời ơi, bây giờ em qua mấy năm rồi, qua 1 năm, qua 2 năm rồi mà em vẫn còn như thế thì em định bé mãi, em định không lớn lên à, đúng không? Không có chuyện đấy đâu. Ai cũng sẽ bị đánh giá hoặc ai cũng sẽ có một số lúc kiểu thấy mình thay đổi này kia, nhưng mà cái đấy là phải có, kể cả tích cực hay là tiêu cực ấy. Nó vẫn phải thay đổi. Thay đổi tiêu cực chị ạ. Thế thì mình thay đổi cho tích cực lên, cho sao đâu. Có thể thay đổi tiêu cực về tiền bạc, về cái này, mối quan hệ này kia, nhưng mà bản thân mình phát triển lên thì cũng được. Tại vì nhiều lúc trong cái quá trình mình thay đổi, mình mất một số thứ mà mình đã từng coi trọng nó ấy, nhưng mà nó cũng không phải là vấn đề lớn. Không biết là chị nói thế có hiểu không? Ví dụ như là cái thái độ livestream của mình bây giờ với cả cái hồi đầu của mình nó khác hẳn nhau luôn. Cái hồi đầu mình kiểu nhí nhố một cách kiểu trẻ trâu ấy, kiểu nói chung là mình cũng chưa hiểu nhiều vấn đề, nên là cái khi mà mình tư vấn, mình tư vấn một cách sáo rỗng lắm. Mình nói chuyện một cách sáo rỗng lắm, chủ yếu là kiểu nhây nhây trẻ trâu thôi. Nó khác với bây giờ, có những người thích cái kiểu đấy, hoặc là bởi vì người ta đã quen kiểu đấy rồi, người ta không chấp nhận cái việc của mình đã trưởng thành hơn, mình đã lớn hơn và cái cách mà mình nói chuyện nó khác đi, nhưng người ta không chấp nhận bởi vì là người ta thích cái sự nhí nhố đấy của mình. Nhưng mà mình không cảm thấy đấy là vấn đề. Có lúc mình đã cảm thấy đấy là vấn đề, tại vì người ta cứ nói rất là nhiều lần về cái việc là em thích chị của ngày xưa, rồi là nó thay đổi rồi nó giờ không còn được như trước chẳng hạn, nghe mấy câu đến đau lòng vãi. Nhưng mà thực ra thì bởi vì người ta không phải là mình, người ta không hiểu được là mình đã thay đổi theo hướng tích cực như thế nào ấy, tại vì những cái đấy nó chưa có show được ra. Tính em nóng quá rồi làm sao để khắc phục á? Thì em cứ nhìn vào hậu quả thôi chứ gì đâu. Em cứ nhìn hậu quả, tức là kiểu em cái lúc nào mà em bình tĩnh, em cứ suy nghĩ kỹ xem là nếu mà mình tức giận lên thì mình mất cái gì, mình được cái gì á. Mình được thì chắc là chỉ có thỏa mãn cái tôi mình lúc đấy thôi, còn lúc mà còn mình mất thì mình mất nhiều thứ lắm.
nó ảnh hưởng lâu dài, nó là cái kiểu sát thương lâu dài, nó có thể làm cho mình bị mất một quan hệ, nó có thể là làm cho hình ảnh của mình xấu đi trong mắt người khác. Nói chung là nó sẽ mất rất là nhiều thứ. Em kể ra em tự nốt ra, em lúc ấy em mới cảm thấy sợ cơ. Chứ còn cái lúc mà tức lên thì lúc đấy thì kiểu không còn cái gì quan trọng nữa, lúc ấy chỉ cần cãi thắng thôi là được, lúc ấy chỉ cần điên lên, chỉ cần gọi là thỏa mãn cái tôi thôi, lúc ấy chỉ cần bố mẹ phải thắng đã, xong rồi là không cần quan tâm cái gì nữa, kể cả mất hết tất cả các mối quan hệ cũng được, em hiểu không? Cái lúc mà em đã điên lên rồi nó sẽ không thể nghĩ được cái gì khác nữa. Nên là em phải nghĩ cái lúc mà em bình tĩnh ấy, cái lúc mà em chỉ còn một mình em thôi, lúc đấy em không cần phải thừa nhận em sai với bất kỳ bố con thằng nào nữa, lúc mà em chỉ cần thành thật với bản thân mình thôi, thì lúc đấy em mới tỉnh táo được. Chứ còn nhiều lúc em biết em sai nhưng mà em nói chuyện với người khác em không nhận đâu, em không nhận em sai đâu, em vẫn phải mẹ bố mẹ phải thắng cơ. Nên là hãy suy nghĩ cái lúc mà mình tỉnh táo. Nhưng mà cái đấy là một cái rất là khó á, kể cả những người mà bình tĩnh nhất thì vẫn sẽ có lúc điên lên thôi. Tôi cũng dạng nóng tính nhưng mà phải có tác động bên ngoài, ví dụ như người ta kích động trước mình thì mình mới kích động lại, lúc đó thì chỉ cần im lặng, chừng nào người ta hạ hỏa thì mình từ từ giải thích, nếu vô cớ nổi nóng thì đi uống nửa lít nước lọc đi được cái thông họng thôi, chứ không biết có tác dụng gì không. Nói chung là cần phải sửa thói xấu này á. Cái tip này mọi người nên làm này, uống được nửa lít rồi là đi đái liên tục luôn, đái trôi sông trôi chợ luôn, lúc đấy là quên hết cả tức giận luôn ấy. Nó thải hết những cái khó chịu trong người ra rồi. Uống được nửa lít là giỏi đấy. Lúc đó không bị nổi nóng về chuyện khác nhưng mà nổi nóng cái vụ đi đái nhiều. Trời ơi, ngày xưa đi làm không dám đi đái luôn ấy. Mình cảm thấy là cái việc mà mình đi làm ở công ty, chuyển về nhà làm á, nó là một cái bước tiến gọi là quan trọng trong cuộc đời mình. Tại vì ngày xưa mình đi làm công ty bởi vì là ngồi ở công ty hay đen lắm, toàn ngồi ở những cái chỗ mà xa nhà vệ sinh thôi. Mà mình thì rất là lười đi lại, nên là mình sẽ quyết định là cả ngày mình không uống một giọt nước nào để mình khỏi phải đi đái. Amazing, good job em.